Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Và ngày hôm nay hiện tại thì chúng ta sẽ đến với shop đó là thử may.vn. Ok, mình đã nạp vào trong cái shop này đó là 10 triệu đồng anh em ơi. Và ngày hôm nay sẽ mua ác để tặng fan nhé các bạn ơi. Các bạn là ngày hôm nay thì là một cái ngày chủ nhật. Đấy, hầu hết là anh em được nghỉ cả nên là mua ác tặng cho anh em chơi. Như này thì hợp lý chưa nhỉ anh em? Ok. Với lại thì mình lần này là cơ bản là mới lĩnh lương nữa nên là nạp thẳng vào shop luôn 10 triệu đồng để mua ác tặng dần cho anh em chơi nhé. Cái shop này thì mình đã mua khá là nhiều ác và cảm thấy nó khá là uy tín anh em ạ. Đấy. Và mình sẽ thử vận may Free Fire, đó là vận may Free Fire 70k nha mọi người. Hiện tại thì hai cái thử vận may đang được giảm giá này, 50k giảm xuống 15k, 100k giảm xuống còn 70k này anh em ơi. Ok. Mình sẽ lựa đại vài cái ác mua để tặng cho mọi người nha. Vâng, và đây là tài khoản đầu tiên này các bạn ơi. Ok, đã xong nhé. Tiếp tục mua thêm nha anh em ơi. Đấy, ngày hôm nay Kẹo sẽ mua 4 cái ác 70k nha anh em. Cái này là thử vận may thôi, có thể là trúng hoặc là không trúng nha anh em ơi. Hên xui nhỉ. Để xem là ngày hôm nay thì Kẹo có may mắn câu nào anh em ơi. Ngoài ra thì cái shop này còn bán cả những cái ác Free Fire trắng thông tin nha mọi người ơi. Đây, mua những cái ác trong này thì mình thấy là có khá là nhiều những cái ác chất mà giá lại rẻ nữa anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ lựa đại một cái ác để mua tặng cho mọi người luôn nhá. Nào anh em ơi, ở đây thì có khá là nhiều những cái loại ác này anh em. Và mình chắc là sẽ mua tặng cho anh em một cái ác tầm khoảng là 400k nha. Đây, lựa đại cái ác này đi anh em ơi. Thì các bạn nếu mà muốn mua ác, các bạn sẽ nhấn vào cái mục đó là xem ác nha anh em. Đây, và đây là tất cả những cái thông tin về cái ác này anh em ơi. Đó, thì anh em có thể là đăng nhập vào và xem. Nếu như mà không đúng thì anh em có thể là phản hồi lại admin nha. Ok, đây, mua luôn rồi anh em ơi. Đây, và tất nhiên là Kẹo sẽ thử một cái ác thôi nha anh em ơi. Đấy, còn lại là sẽ cho anh em vào thử vận may nha, xem là anh em có may mắn hay không. Tức là bạn nào nhanh tay đăng nhập vào được thì anh em hãy nhanh chóng đổi mật khẩu cũng như là thay đổi thông tin. Thì đây sẽ là cái ác của anh em nhá. Đây, và mình sẽ thử luôn cái đầu tiên nhỉ anh em. Anh em có thể là nhấn giữ để copy ác nha các bạn ơi. Đây, mình đang copy tài khoản này. Đây anh em ơi, thì các bạn hãy vào cái mục đăng nhập và chỉ cần paste vào là xong nha anh em. Bây giờ thì Kẹo sẽ copy nốt cái pass để paste vào khuôn đăng nhập nha. Và đây anh em, như vậy là Kẹo đã paste vào và chúng ta sẽ cùng đăng nhập nào các bạn ơi. Tiếp tục này anh em ơi. Ok anh em ơi, như vậy là mình đã load vào cái game thành công rồi nha các bạn ơi. À, có cả nhận thưởng cả. Đây, mình sẽ nhận cho xong mấy cái phần thưởng cái đã. Đó anh em ơi, trang bị nhanh luôn và chúng ta sẽ thoát ra. Ồ, đậu xanh, nhiều phần thưởng vậy. Chắc là cái ác này thì lâu không được đăng nhập anh em ạ. Bởi vì là cái ác này đã được bán cho shop ác rồi mà các bạn ơi. Đất Kẹo sẽ chỉnh cấu hình một xíu này. Đó, đơn giản là máy tôi thì mỗi lần kiểu như là vào game thì nó lại bắt xét lại cấu hình. Đấy, hiện tại thì ác này đó là đã có 6.500 vàng này và 6.127 kim cương này. Uầy, công nhận là ngon thật anh em ơi. Tôi mua cái ác có 70k mà được tận 6.127 kim cương như này là quá là lời luôn rồi anh em ạ. Anh em thấy ngon chưa ạ? Ơi, công nhận là mình mua ở cái shop đó là thử may.vn thì nó vô cùng là may mắn nhá. Không biết là anh em có may mắn hay không nhỉ? Thì các bạn hãy cùng comment ở ngay bên dưới video nha. Nào, và chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp tục anh em ơi. Thế bây giờ thì Kẹo sẽ vào trong cái mục tủ đồ để xem là trong cái app này nó sẽ có những cái món đồ gì nha mọi người. Hello anh em, và hiện tại thì anh em có thể thấy được rằng là đây sẽ là những cái món đồ ở trong cái app này nha các bạn ơi. Ồ, mũ thì cũng có được hai cái mũ này. Ngoài ra thì trong cái app này nó còn một vài hộp súng nữa thì mình sẽ mở hết luôn anh em ơi. Ok, đã xong nha anh em. Ôi, về phần kính mắt này thì cũng có khá là nhiều những cái kính mắt nha các bạn ơi. Cái bộ trang phục tiên tri này, tù trưởng này, trang phục thỏ quậy này, trang phục sơn tinh nữa anh em ạ. Nào, mình sẽ xem phía dưới này. Đấy, như vậy là shop này cũng có được 4-5 cái set trang phục anh em ạ. Đó, anh em thấy ngầu chưa ạ? Uầy, mấy cái đồ này thì khá là đắt rồi nha anh em ơi. Ok, và đây mình sẽ xuống mục quần áo này. Ồ, khá là nhiều quần nha các bạn ơi. Phía dưới này sẽ là mục giày nha anh em ơi. Mục giày thì chỉ có 5 cái giày thôi anh em ơi. Nói chung là cái ác này thì tôi thử vận may có 70k thì quá là ngon rồi anh em ạ. Anh em không cần phải bàn cãi nữa rồi. Đấy, nếu như mà anh em muốn có ác ngon thì anh em hãy truy cập vào thử may.vn và anh em hãy cùng thử vận may nha. Và đây mình đổi qua cái nhân vật nữ luôn để show hết cái tủ đồ cho mọi người xem. Đó, anh em thấy chưa? Uầy, cả bộ trang phục thỏ bông thì cũng có luôn. Ngon vậy anh em.
Ngoài ra thì có cả cái bộ trang phục đó là bên dưới đây. Anh em có thể thấy đó là bộ trang phục nữ lớp vật này. Thế như là bộ người phán xử cũng có anh em ạ, hay là chỉ có một cái kính thôi nhỉ? Đây, có khá là nhiều những cái áo nha anh em. À, ngoài ra có cả bộ Gardena nữa anh em ạ. Đó, đã xong với cái phần áo và chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần quần của nhân vật nữ này. Ồ, có cả quần của nữ tử tế, như vậy là có cả bộ nữ tử tế hả anh em ơi? Các bạn là tôi sẽ trải nghiệm nhanh cho anh em xong cái thủ đồ để chúng ta sẽ tiếp tục khô máu với cá này nhá. Phần dài này có một vài đôi giày thôi anh em ơi. Nhưng mà tôi thấy là có được cái bộ thỏ bông là khá là ngon rồi anh em ạ. Về phần gói thì có một cái gói quân đội này, nhận luôn anh em ơi. Trời ơi, ngon vậy ta anh em, cái ác có 70k này tuyệt vời. Nên là anh em hãy truy cập vào trang thử may.vn và thử vận may nha anh em ơi, để xem là có may mắn hay không và nhận được ác chất như mình nhé. Đây, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục vào trong cái mục trợ thủ của nào anh em ơi. Về cái mục trợ thủ thì cái ác này hiện tại chưa có chó máy nha anh em. Đó có mỗi đó là mèo mèo và chưa được mở bất cứ một cái cấp độ nào cả, thì anh em sẽ phải cày thôi. Thì xíu nữa thì cái ác này chắc là kẹo sẽ tặng cho anh em nhé. Cơ bản là những cái ác kẹo mua ở đây ngày hôm nay là 5 ác là tặng hết cả cho anh em luôn. Tức là anh em nào đăng nhập nhanh thì anh em sẽ vào được trước nha. Ok, và đây sẽ là cái mục sưu tập nha anh em. Có được hai cái ba lô này, hòm sát thì cũng có được một vài cái hòm sát để cho anh em thay đổi này. Về phần dù với lại ván nước thì cơ bản thôi. Và đây là những skin súng nha anh em. Có skin súng M1014 hàm cá mập này, quá đã luôn. Ui rồi, AK Kim Killer này, khủng chơi anh em. Và chúng ta sẽ tiếp tục lướt xuống phía dưới sẽ thấy là có Scar Game Thủ này. Và phía dưới này có VS Mắt Rồng này, có cả MP40 Phục Sinh nữa và MP40 Game Thủ này anh em. Chảo Răng Cưa này, rồi là Đao Cá Kiếm này. Đấy là những cái skin súng ở trong cái ác này. Ui, có cả cái pha mát nhìn cũng chất chơi người rơi nữa anh em ơi. Và mình sẽ xem là đây là hành động này, có 3 cái hành động thôi anh em ơi. Như vậy là xong và chúng ta sẽ tiếp tục khô máu với cái ác này nha anh em. Đây tôi thấy là có hơi bị nhiều vàng với lại hơi bị nhiều kim cương đấy. 6127 kim cương cơ mà. Ui, lại có cả 19 vé quay miễn phí cả. Ok, ngày hôm nay khô máu luôn, ngại gì hả anh em ơi. Bây giờ thì kẹo sẽ quay khô máu để xem là có ra cái bộ trang phục của đường đêm không nha anh em ơi. Nào, cứ ra cái vé 10 kim cương anh em ơi. À đâu, 10 vé quay kim cương một lần nhé. Đây là sorry anh em, bởi vì là kẹo nói lộn nha các bạn ơi. Nào, không câu giờ nữa. Úi dồi ôi, chuẩn bị mở ra nào các bạn ơi. Ây, úi dồi ôi. Hiện tại thì lucky của kẹo đang khá là ít này, có 12 lucky này là rất là khó chúng nha anh em. Đây, tiếp tục mở tốc độ và có ngay được một cái hộp ma thuật quá đã anh em ơi. Hộp ma thuật tí nữa chúng ta sẽ đổi cái set trang phục sau nha anh em. Úi dồi ôi, tiếp tục mở liên tiếp này. Úi dồi ôi, nhìn kìa. Nhìn kìa anh em ơi, tiền trừ phải gọi là trừ cực kỳ là căng thẳng. Khi mà hiện tại chỉ còn lại đó là 1927 kim cương này. Ui, gắt vậy. Mở nãy giờ còn chưa ra cái bộ trang phục của đống đêm này. Ui, thôi xong rồi anh em ơi. Như này là, ui, như này là kẹo sắp hết tiền rồi. Đậu xanh mình sẽ nhận mấy cái phần thưởng cái đã anh em ơi. Đấy, và tiếp tục quay cái vé 10 kim cương nha. À đâu, 10 lần quay một lúc anh em ơi. Sorry, cơ bản là kẹo cứ nhầm thôi anh em ạ. Đây, bây giờ là còn lại 727 kim cương cuối cùng này. Đập phát cuối và ui, vẫn chưa trúng các bạn ơi. Còn một vài vé quay miễn phí nữa thì mình sẽ tiếp tục khô máu luôn. Anh em thấy ghê chưa? Gardena hút máu như kiểu là cổ tích hút máu rồi anh em ơi. Và đã có đó là 136 lucky rồi anh em ạ. Mà không hiểu sao thì vẫn chưa trúng luôn. Căng vậy căng vậy, ai chơi hả các bạn ơi. Trời ơi, 60 kim cương cuối cùng này. Wow, và vẫn không trúng này. Trời ơi. Thế là ngày hôm nay tự nhiên là khô máu hết 6.000 kim cương rồi các bạn ơi. Gardena hút máu ghê vậy. Hút máu như này thì kẹo làm sao mà sống được hả các bạn ơi. Để xem là mình có được cái mục tiêu thụ này, hộp ma thuật này. Đây, không biết là sẽ nên đổi được cái bộ trang phục nào đây mọi người ạ. Nào, mình sẽ lựa qua vài cái món này coi. Có cả trang phục với lại skin xe nữa thì không biết là anh em tư vấn cho tôi là nên chọn cái nào nhỉ. Chắc là mình sẽ chọn cái bộ trang phục nào đây anh em ấy. Bộ trang phục nào nhìn cũng đẹp này. À đây, có thể là mình sẽ chọn đại được cái bộ trang phục, đó là bộ trang phục gấu trúc nha anh em. Ok, nhìn nó cũng ngầu mà. Tuyệt vời, anh em thấy đẹp chưa ạ? Quá là ngon luôn nha anh em. Và đây, cái ác này tí tặng cho anh em luôn. Đấy, kẹo hôm nay là mua ác tặng fan mà, nên là ngại gì đâu hả anh em. Và mình đã có đó là 860 cái thẻ Free Fire này. Ở đây thì có khá là nhiều món cho anh em quy đổi. Và chắc là mình sẽ quy đổi tiếp tục đó là vé kim cương anh em ạ. Hôm nay quyết định không bán mà được, để quay được cái bộ trang phục cú đấm đêm luôn nha anh em. Đấy, mua mắc luôn này. Ok, 10 vé này. Và bây giờ thì kẹo sẽ tiếp tục mua mắc 10 vé luôn nha anh em. Ok, đã xong này. Có 20 vé quay kim cương và kẹo sẽ cố gắng quay 2 lần này, để xem là có ra được cái bộ trang phục cú đấm đêm hay không anh em ơi. Nào, vòng quay may mắn này.
Anh em ơi, khô máu nào. Ui dồi ôi, ra được rồi anh em ạ. Gói cù đấm đêm này, quá là ngon luôn. Trời ơi, đã ghê vậy. Ui, thật không thể tin nổi anh em ơi. Xíu nữa thì mình bị Garena hút sạch tiền mà lại không được cái gì cả anh em ạ. Đây đây, nói là không được gì cả thì hơi bị phí vì là mình được có một cái hộp ma thuật anh em ơi. Không sao thì bây giờ chúng ta đã có được thêm một cái bộ trang phục cù đấm đêm nữa. Quá là ổn luôn. Ngon thật ngon thật. Và ở đây vòng quay vàng thì kẹo đang còn một ít vàng nên là sẽ quay hết luôn anh em ơi. Quay hết luôn và ngại gì đây. Tiếp tục nhận thưởng và chúng ta sẽ quay thôi anh em ơi. Đây, bây giờ nhận thưởng luôn nhỉ. Đó. Hết vé quay thì kẹo mới nhận thưởng nha. Ui, có tận 13 vé quay miễn phí này. Ok, phang luôn. Và tiếp tục quay nha anh em. Chắc qua là quay vòng quay vàng là cho vui thôi, cho nó phá hết cái ác mà anh em. Sau khi mà phá xong này tí nữa kẹo tặng cho anh em cái ác này luôn này. Đó. Ok. Ui dồi ôi, anh em nhìn thấy cái khẩu AK ngay sảnh trời như ngầu không ạ? Vào đây mở luôn được cái bộ trang phục của đêm đêm này. Quá đã anh em ạ. Ok. Và mình sẽ vào trong cái mục hộp anh em ơi. Mở nút cái hộp này. Và mục tiêu thụ này. Ui đang có đó là 177 cái mảnh quy đổi này anh em ơi. Ok, mở luôn. Bây giờ thì kẹo sẽ đổi thêm đồ cho anh em nhá. Thì chắc là mình sẽ đổi lấy cái bộ trang phục đó là 5 đấu vật nha. Đó. Đổi bộ trang phục 5 đấu vật thì lại hơi bị nhỏ. Đơn giản là thiếu mấy cái mũ nhưng mà không sao cả anh em ơi. Dẫu sao thì anh em đổi được cái áo, cái quần, cái giày là hầu như là full cái bộ trang phục rồi. Cái mũ thì anh em chịu khó đổi cái mũ khác nhá. Và thế là xong rồi nha anh em ơi. Mấy cái huy hiệu thì cả này không có gì cả. Ok. Và để coi nào anh em ơi. Chắc là mình sẽ đổi qua cái nhân vật nam luôn để xem là trải nghiệm cái bộ trang phục cù đấm đêm cho mọi người xem nhá. Xem là có ngầu hay không ạ. Đây anh em ơi. Cù đấm đêm thì nó lại không phải là một cái set nên anh em sẽ phải lựa chọn từ cái món đồ một. Đó, được chưa anh em? Anh em đã thấy chưa ạ? Ui dồi ôi, nhìn ngầu như cái bồn cầu vậy anh em ơi. Tôi cảm giác là nhìn thằng này như kiểu Batman này nhưng mà thiếu mỗi cái áo đằng sau, áo choàng anh em. Bây giờ thì kẹo sẽ kết thúc cái video này tại đây và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.